Con người đã khám phá ra một địa điểm tương tự với trái đất trên sao Hỏa. Tại đây có một hồ nước khổng lồ với đầy đủ oxy và nước, có thể đã từng có nhiều sinh vật sống ở nơi này, và đó chính là miệng núi lửa Gale. Rất lâu trước đây, nơi này từng là một hồ nước cổ đại đã khô cạn. Tuy nhiên mới đây, xe tự hành sao Hỏa Curiosity đã phát hiện ra một vật chất có thể là dấu vết của sự sống ở nơi này. Vật chất đó là manga oxit. Manga oxit là một hợp chất được tạo ra khi nguyên tử manga kết hợp với nguyên tử oxy. Và sự kết hợp này xảy ra trong môi trường có nước. Vì vậy, trên trái đất, người ta thường tìm thấy manga oxit xung quanh các hồ nước. Đặc biệt, hầu hết manga oxit trên trái đất được tạo ra bởi các vi sinh vật. Trên trái đất, có nhiều sinh vật sống dựa vào manga oxit. Do đó, manga oxit được tìm thấy trên trái đất được coi là dấu vết của hoạt động sinh học. Vậy việc phát hiện manga oxit trên sao Hỏa có ý nghĩa như thế nào? Để tìm hiểu rõ hơn vấn đề này, các nhà khoa học đã nghiên cứu chi tiết hơn về manga oxit trên sao Hỏa. Cụ thể, họ đã sử dụng thiết bị laser trên xe thăm dò Curiosity để làm bay hơi manga oxit, sau đó phân tích ánh sáng phát ra trong quá trình này bằng các thiết bị trên xe. Kết quả là họ đã tìm thấy nhiều giá trị khác nhau có thể tạo ra manga oxit. Trong số đó, kịch bản khả thi nhất là môi trường có nhiều oxy và nước. Các nhà khoa học kết luận rằng manga oxit trên sao Hỏa được hình thành trong hồ nước có oxy dồi dào. Và họ cũng phân tích rằng manga oxit trên sao Hỏa đã được hình thành qua hàng ngàn năm. Điều này là bằng chứng cho thấy hồ nước trong miệng núi lửa Gale cổ đại đã tồn tại rất lâu. Phát hiện lần này cho thấy rằng trong quá khứ sao Hỏa từng có nhiều oxy và nước. Và không hề là nói quá khi cho rằng đây là một sự thật rõ ràng. Có lẽ nơi này đã từng có môi trường giống với trái đất hiện nay đến bất ngờ. Tuy nhiên, vẫn còn câu hỏi đặt ra về việc manga oxit trên sao Hỏa có thực sự được tạo ra bởi vi sinh vật hay không. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này vẫn cần có thêm bằng chứng. Vì vậy, vai trò của xe tự hành sao Hỏa Perseverance trở nên quan trọng hơn. Hiện tại, Perseverance đang tiến hành thăm dò trong miệng núi lửa. Nếu phát hiện ra manga oxit ở đó, chúng ta sẽ có thể phân tích rõ hơn liệu manga oxit trên sao Hỏa có được hình thành do vi sinh vật hay không. Lượng lớn manga oxit được tìm thấy xung quanh các hồ với môi trường giàu oxy và nước. Liệu đây có phải là dấu vết của các sinh vật từng sống trên sao Hỏa trong quá khứ? Quá khứ của sao Hỏa bị che phủ bởi bí ẩn đang dần dần được hé lộ. Các bạn đang tò mò về điều gì? Hãy để lại bình luận nhé. Chúng tôi sẽ đem đến những video thật bổ ích. Snack, KHOA học là channel về sự hình thành và phát triển của trái đất, thế giới bên ngoài trái đất và những thế lực vô hình mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Nếu bạn thích video này, hãy like và subscribe. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.